Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn cách cài đặt cái dòng driver máy in HP LaserSec Pro MFB M130NW. Đây là dòng máy in đa chức năng đó. Thì hôm nay mình sẽ cài đặt kết nối qua cổng USB. Thì đầu tiên các bạn sẽ bật nguồn máy in lên và các bạn sẽ gắn cổng kết nối qua máy tính của bạn nha. Các bạn sẽ chọn vị trí cổng USB nào tốt nhất để các bạn sẽ gắn vào máy tính. Rồi, sau đó các bạn sẽ vào cái hệ điều hành. Các bạn click vào phải chuột vào DPC chọn Property. Thì đây là toàn bộ thông tin cũng như phiên bản Windows của bạn để các bạn tải cái driver cho chuẩn và chính xác nhất nha. Đó thì máy mình đang chạy hệ điều hành Windows 10 và phiên bản hệ điều hành là 64 bit nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn di chuyển qua bên góc bên trái, chọn Device Manager luôn. Rồi, các bạn sẽ để ý ở phần Order Device. Thì khi các bạn chưa cài đặt driver thì những cái phần mà dấu chấm than là nó hiển thị ra là phần driver của cái máy in HP LaserSec M130 nha. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ mở cái trình duyệt web của bạn lên. Các bạn sẽ chọn Download Driver. Các bạn gõ đúng model máy của bạn nha. Đó, máy in HP LaserSec M130NW thì các bạn gọi chính xác cho mình. Rồi sau đó các bạn sẽ truy cập vào trang chủ. Các bạn chọn vào trang chủ của HP. Rồi các bạn sẽ kéo dài xuống. Đó, ở đây các bạn có thể tùy chọn những cái phiên bản Windows của bạn mà các bạn đang sử dụng nha. Windows từ Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 và Windows 11. Rồi, các bạn sẽ chọn vào driver product. Đó, software các bạn tải cái phiên bản driver full. Đó. Rồi các bạn sẽ đợi cho cái quá trình tải driver về nha. Các bạn nhớ tải cho mình cái bản full driver nha. Rồi sau khi cái file vừa tải về xong á thì các bạn sẽ mở trực tiếp file để các bạn install driver nha. Rồi các bạn open cái thư mục driver vừa tải về. Đó, các bạn sẽ click file chuột và run admin. Chọn run admin nha. Thì cái quá trình này nó đang giải nén cũng như nó đang install driver. Thì cái quá trình cài đặt driver này cũng mất một vài phút nha các bạn. Rồi sau khi cái dòng Let's get star nó hiển thị thì bạn nhấn next. Rồi các bạn sẽ tích vào dòng IHELP. Chọn accept. Rồi nó hiển thị thì các bạn cứ chọn yes cho mình nha. Nó cứ hiện bản thông báo thì các bạn cứ yes hết cho mình. Rồi bây giờ cái quá trình install driver đang diễn ra nha các bạn. Đó, các bạn chịu khó đợi cho mình vài phút nha. Cái quá trình này nó cũng mất vài phút.
Rồi nó hiển thị cái bảng thông báo thì các bạn chọn Auto Setup rồi nhấn Next. Rồi chọn No Thank You, Continue. Rồi ở đây các bạn cứ nhấn Next cho mình nha. Rồi như vậy là cái quá trình install driver gần như đã hoàn tất rồi nha các bạn. Rồi như vậy là quá trình install driver đã xong rồi nha các bạn. Các bạn đóng những cái thông báo quảng cáo, các bạn sẽ tắt hết cho mình. Rồi tiếp theo các bạn sẽ vào control panel và vào device register. Đó các bạn sẽ kiểm tra xem là cái máy in nào nó sáng lên là cái máy in. Đó các bạn sẽ kiểm tra xem là cái driver máy in của cái máy in HP Logitech MFB M130NW. Đó, nó sẽ hiển thị ra nha. Đó, như vậy máy in mình đã nhận diện rồi nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ mở file để các bạn in test kiểm tra nha. Đó các bạn mở file lên để các bạn in test và các bạn kiểm tra. Rồi các bạn sẽ vào file ring và chọn máy in nha. Ở đây khi bạn in á, thì nó báo cái dòng lệnh là unable to connect. Đó, thì nếu mà trong cái quá trình mà các bạn cài đặt driver xong rồi mà nó báo cái dòng lệnh unable to connect á, thì các bạn sẽ làm thêm một vài bước cho mình nha. Đó, các bạn sẽ vào cái driver các bạn vừa tải về, các bạn giải nén ra, SSU giải nén cái file driver ra. Rồi các bạn click phải chuột vào disk PC chọn manage. Rồi các bạn vào device manager. Rồi chọn vào cái phần register, các bạn click phải chuột, chọn update driver, chọn browse my computer, browse đến cái file driver nha. Đó, các bạn giải nén cái file và các bạn đưa đường dẫn đến cái file driver các bạn vừa giải nén ra nha. Rồi chọn ok nha. Rồi nhấn Next. Rồi bây giờ nó đang install driver lại nha. Rồi các bạn explore. Rồi bây giờ tiếp tục các bạn sẽ mở file các bạn in lại nha, xem là nó có còn báo lỗi nữa hay không nha. Rồi như vậy là driver nó đã nhận diện, máy in nó cũng đã hiển thị rồi nha các bạn, không còn báo lỗi nữa nha. Rồi bây giờ nhiệm vụ của bạn chỉ việc in test kiểm tra là xong nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở file ra, mình sẽ in test nha. Đó các bạn sẽ chọn vào file và chọn print. Rồi các bạn tùy chọn trang in cho các bạn nha. Rồi các bạn nhấn vào print. Rồi sau khi mình nhấn lên in á, thì đồng thời máy cũng đã nhận lệnh và nó đã in ra bản in rồi nha các bạn. Thì vừa rồi mình vừa chia sẻ với các bạn cách cài đặt cái dòng driver HP Logitech RO MFB M130NW được cài đặt trên cái hệ điều hành Windows 10. Thì video mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ like và nhấn nút chuông đăng ký để luôn luôn cập nhật được những video hay tiếp theo. Rồi một lần nữa cho phép mình xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video mới nhất nha.